Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đầu tư ra nước ngoài là cấp để các tỷ phú Việt Nam bảo vệ tài sản. Ngày 9 tháng 10, Ái Phạm Tiếng Việt có bài bình luận giới tài việt Việt Nam và chiến lược bảo vệ tài sản. Ái cho biết vào năm 2013, Forbes lần đầu tiên đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới, một tỷ phú của Việt Nam, đó là ông Phạm Nhật Vượng, trong những năm tiếp theo, số lượng các tỷ phú Việt Nam tăng lên trong danh sách này. Ở à phải dẫn lời ông Nguyễn Xuân Thành, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Rajawali về châu Á tại trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard ở Mỹ, đồng thời cũng là giảng viên của trường chính sách công và quản lý tại Đại học Fulbright Việt Nam, cho biết những nhà tài phiệt này đang có những chiến lược để bảo vệ tài sản của mình trước chiến dịch đốt lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, tỷ phú có thể trở thành tội phạm bị kết án tù, hình ảnh bài trên AFA. Ông Thành cho biết sau khi Đảng Cộng sản thực hiện chính sách đổi mới, nhiều cơ sở kinh doanh gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng việc mở cửa này và đó chính là nguồn gốc của những doanh nhân giàu có đầu tiên ở Việt Nam. Bà Trương Mỹ Lan, người sáng lập ra Vạn Thịnh Phát, là một trong những doanh nhân của thế hệ tài phiệt đầu tiên ở Việt Nam. Đến cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, Việt Nam chứng kiến làn sóng doanh nhân giàu có thứ hai đến từ Đông Âu. Họ là những sinh viên được chính phủ Việt Nam cử sang Liên Xô và Đông Âu học đại học và sau đại học từ thập niên 70 và 80. Theo ông Thành, những người này đã có cơ hội tự kinh doanh làm giàu sau sự chuyển đổi của các nền kinh tế Đông Âu. Sau đó, họ chuyển tài sản của họ ra khỏi Đông Âu và quay trở về Việt Nam để kinh doanh. Ả Phầy liệt kê một số tỷ phú Đông Âu như ông Phạm Nhật Vượng, người lập ra Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người lập ra Vietjet Air, ông Nguyễn Đăng Quang, người lập ra Masan. Hầu hết các tỷ phú được công nhận ở Việt Nam đều có tài sản từ phát triển bất động sản hoặc ngân hàng. Theo ông Thành, phần lớn trong số họ thường tham gia vào cả hai lĩnh vực này. Sự kết hợp giữa bất động sản và ngân hàng đã dẫn tới sự phát triển của cơ cấu sở hữu chéo phức tạp cho phép những doanh nhân này tích lũy tài sản ở Việt Nam với quy mô chưa từng có, hình ảnh các tỷ phú hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, ông Thành cho hay các lãnh đạo đảng luôn quan ngại những người giàu, đặc biệt là những tài phiệt có quan hệ chính trị đặc biệt và trở nên quá quyền lực họ sợ rằng đó là một trong những nguồn gốc của cái mà họ gọi là diễn biến hòa bình dẫn đến sự phá hủy quyền lực của đảng cộng sản vì vậy ông thành cho biết các tài phiệt trong nước trở nên dễ bị tổn thương và tích cực theo đuổi các chiến lược khác nhau để bảo vệ tài sản của mình những tài phiệt đầu tiên bị trảm trong bối cảnh có sự đấu đá nội bộ gây gắt trong đảng gồm có nguyễn đức kiên còn được gọi là bầu kiên trầm bê và hà văn thắm theo ông thành việc đầu tư ra nước ngoài là chiến lược thành công hơn mà các tài phiệt ở việt nam đang áp dụng trong việc bảo vệ tài sản của họ ví dụ như trường hợp của vinfast và mới đây là vng chuẩn bị niêm yết trên sàn nasdaq bằng cách này đảng ít xem họ là mối đe dọa hơn đối với hệ thống chính trị nhưng liệu những tài phiệt và các doanh nhân giàu có của việt nam có thành công trong việc theo đuổi tham vọng mở rộng toàn cầu và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược quốc tế hay không và liệu họ có thể thành công trong việc thay thế các doanh nghiệp nhà nước truyền thống làm công cụ mới trong chính sách công nghiệp của chính phủ hay không. Theo ông Thành, điều đó còn phải chờ xem. Cho đến nay nó đã được chứng minh là rất khó khăn. Ông Thành nói, rất nhiều trong số họ hiện đang phải chịu áp lực tài chính rất lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Đầu tư ra nước ngoài là cách để các tỷ phú Việt Nam bảo vệ tài sản. Việt Nam cần đoạn tuyệt mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. VOA Tiếng Việt ngày 1 tháng 10 có bài Việt Nam sẵn sàng từ bỏ mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. VOA đề cập đến việc Việt Nam nhiều lần yêu cầu Mỹ công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Theo đó, VOA cho hay Việt Nam đến nay chỉ mới được 71 quốc gia công nhận có nền kinh tế thị trường. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong 13 nước có nền kinh tế phi thị trường, bao gồm cả Trung Quốc và Nga. VOA phân tích, trong gần 4 thập niên sau đổi mới, Việt Nam tiếp tục cải thiện tự do kinh tế, thành công thăng hạng theo xếp hạng mới nhất dựa trên chỉ số tự do kinh tế của Heritage Foundation vào năm 2023. Này, nền kinh tế của Việt Nam đứng thứ 72 trong số 176 quốc gia với điểm tự do kinh tế là 61.8, hình ảnh bài trên VOA. VOA cho rằng, điều quan trọng nhất là sự thay đổi thứ hạng theo thời gian. Vào năm 1995, khi lần đầu tiên được xếp hạng, Việt Nam chỉ đạt được 41.7 điểm ít ỏi. Trong những năm qua, Việt Nam đã tiến thêm được 20 điểm. Trong khi đó, chỉ số tự do kinh tế của Trung Quốc thụt lùi từ 52 điểm vào năm 1995 xuống còn 48.3 điểm vào năm 2023. Trung Quốc hiện đứng thứ 154 trên 176, kém Việt Nam tới 82 bậc. VOA nhận xét nên kinh tế Việt Nam ngày càng theo định hướng thị trường để hội nhập dần vào hệ thống thương mại toàn cầu. Các cải tổ bao gồm tư nhân hóa một phần của doanh nghiệp nhà nước, tự do hóa cơ chế thương mại, và tăng cường công nhận quyền sở hữu tư nhân tuy nhiên những hạn chế về mặt thể chế vẫn tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế bền vững lâu dài theo heritage foundation nhìn chung nền pháp quyền ở việt nam còn yếu khung pháp lý tỏ ra không hiệu quả các điểm về hiệu quả tư pháp quyền tư hữu và liêm chính của chính phủ thấp hơn trung bình thế giới đồng tiền việt nam không có khả năng chuyển đổi hoàn toàn và bị hạn chế đáng kể trong việc sử dụng chuyển nhượng và hối suất đầu tư trực tiếp nước ngoài được khuyến khích nhưng chính phủ vẫn tìm cách chỉ đạo và kiểm soát qua các quy định ủy ban định giá của chính phủ vẫn tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tùy ý đối với giá cả của một số lĩnh vực nhất định thị trường lao động cứng nhắc và bị kiểm soát sự ổn định tiền tệ được duy trì tương đối tốt nhưng áp lực lạm phát vẫn tiếp tục việc tư hữu hóa những công ty quốc doanh chậm chạp và thiếu quy mô hình ảnh bản đồ chỉ số tự do kinh tế thế giới Đặc biệt VOA cho rằng Việt Nam chưa cho phép công nhân thành lập công đoàn độc lập, công nhân không được tự do đình công, quyền lợi của công nhân không được bảo đảm. Theo VOA, Hoa Kỳ đầu năm 2023 đã kêu gọi Việt Nam tăng cường quyền của công nhân bằng cách cho lập nghiệp đoàn độc lập, đồng thời cảnh báo Việt Nam về việc sử dụng nguyên liệu của Trung Quốc được sản xuất bởi lao động ép buộc. Việt Nam là nước xuất cảng quần áo qua Mỹ và dùng nguyên liệu của Trung Quốc VOA cho rằng Việt Nam sẽ tránh được những bất lợi khi phải đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp nếu Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Hoa Kỳ và Việt Nam vừa nâng cấp ban giao lên mức chiến lược toàn diện. Đây là lúc thuận tiện để mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước thông qua trao đổi thương mại. Cả hai bên cần phải điều chỉnh để giúp Việt Nam đạt được quy chế kinh tế thị trường đầy đủ, tránh được những hàng rào ngăn cản tự do thương mại. Chỉ số tự do kinh tế tối thiểu mà Việt Nam cần có là 65 điểm. Việt Nam có khoảng từ 6 tháng đến 18 tháng để tiến thêm 3 điểm nữa, hầu đạt được mục tiêu này. Việt Nam cần phải dứt khoát đoạn tuyệt với mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Việt Nam cần đoạn tuyệt mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc thơ Thời báo.d